Xin chào quý vị và các bạn. Mình là Nguyễn Minh Diệp, là tư vấn bán hàng tại đại lý xe ô tô Mitsubishi Bắc Ninh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Xpander Cross 2023. Và so với chiếc xe Xpander Cross 2022 thì chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2023 có những điểm gì khác biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là cái chiều dài tổng thể của chiếc xe đã được nâng lên là 4.595mm. So với bản trước thì chiếc xe đã được nâng thêm 95mm nữa. Điều đó sẽ giúp cho cái chất xe SUV của chiếc Xpander Cross 2023 này được thể hiện rõ ràng hơn. Sang đến phần đầu xe thì chúng ta có thể nhìn thấy cái phần thiết kế của xe đã được thay đổi một cách khá là rõ rệt. Ở phần ốp cản phía trước của xe đã được làm to hơn, kết hợp với cả những cái đường viền mạ chrome hình chữ X giúp cho xe mang đến cái ngôn ngữ thiết kế riêng. Cái cụm đèn chiếu sáng dạng full led dạng ti sáp này được kết hợp với cả dải đèn định vị ở trên cao. Cái thiết kế này giúp cho xe nhìn hài hòa hơn và cái khả năng mà chiếu sáng của xe nó tốt hơn, nhất là vào ban đêm. Ốp cản phía trước của xe đã được tinh chỉnh hơn, hốc gió của xe được làm rộng hơn, kết hợp với cả đèn sương mù thiết kế hình chữ nhật tạo nên cho xe một cái chất thể thao mạnh mẽ, khác biệt, mang đậm chất thể thao luôn ạ. Chiếc xe Xpander Cross 2023 này thì được trang bị thêm cái tính năng cảm biến bật tắt đèn chiếu sáng tự động, cảm biến gạt mưa tự động. Bên cạnh đó thì xe có thêm tính năng là có thể điều chỉnh độ cao của đèn chiếu sáng phía trước, giúp cho xe có thể vận hành một cách an toàn. Đó là phần đầu xe. Sang đến phần hông xe, chúng ta có thể ngắm cái phần hông xe của cái chiếc xe Xpander Cross 2023 này thì có thể thấy rõ là nó không có gì thay đổi, quá nhiều thay đổi, nhưng mà cái phần thay đổi của nó lại mang tính chất là tinh chỉnh hơn với bản trước. Là cụ thể là cái thanh giá nóc thể thao được thay thành màu sơn đen, và cái kính sườn ở khoang hành khách cũng được thay bằng kính đen. Thì toàn bộ cái màu đen này tạo nên cái sự tổng thể ở phía trên xe. Tổng thể ở phía trên xe thì mang cái tính nhất quán, thiết kế của toàn bộ là màu đen. Hai nữa là khi mà cái phần kính đen được thay thế bằng kính trong của bản trước thì sẽ giúp cho cái hành khách ở bên trong xe sẽ giữ được cái sự riêng tư hơn. Đấy. Còn cái phần viền chrome này, chạy dọc thân xe đó, làm như này sẽ giúp cho xe mang cái tính nổi bật hơn. Ốp viền, nẹp viền so với bản trước vẫn được giữ theo thiết kế, nhưng mà lại được làm tinh chỉnh, gọn gàng hơn, giúp xe là trông thể thao nhưng cũng vẫn có phần tinh tế. Đặc biệt là với chiếc xe này, nếu như mà để thể hiện cái chất SUV đậm chất thì mình có thể quan tâm đến cái phần, mình có thể nhìn đến cái phần mâm bánh xe là mâm hợp kim 17 inch với thiết kế 5 thấu kép hình chữ Y này, và hai tông màu tương phản nhau, giúp cho xe thiết kế nên nhìn trông vững chãi hơn rất nhiều. Khoảng sáng gầm xe là 225mm, cao nhất phân khúc. Xe sẽ đi qua được những địa hình khó cũng như ngập nước một cách dễ dàng. Đấy, đó là phần thân xe. Chúng ta đi tiếp đến phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì các bạn có thể thấy là cụm đèn ở phía sau cũng được thiết kế thành dạng ti sáp, đồng nhất với cả cụm đèn chiếu sáng phía trước, tạo nên cái sự hài hòa. Nâng cấp tiếp theo của chiếc xe đó chính là hệ thống treo. Hệ thống treo được nâng cấp với phuộc mới, lò xo to hơn, ti to hơn, là sẽ giúp cho xe vận hành được êm ái, ổn định hơn. Đấy.
Đấy là tổng quan ngoại thất. Còn bên trong nội thất của xe thì có những cái gì thay đổi, chúng ta cùng tìm hiểu ạ. Bên trong nội thất của xe thì đây, về những cái phần mà thay đổi mình sẽ đặc biệt chú trọng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là thay đổi khác biệt nhất có thể đập vào mắt mình ngay lúc này, đó chính là cái vô lăng 4 chấu đã được thay thế vô lăng 3 chấu của bản cũ. Và với cái phong cách thiết kế của vô lăng thì nó giống hệt với cả vô lăng của chiếc Mitsubishi Pajero Sport. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là bên nguyên cái vô lăng của Mitsubishi Pajero Sport sang mang đậm chất SUV luôn, ngồi xem PV nhưng mà lại như là ngồi xe SUV. Và để mình bật khởi động xe lên thì các bạn có thể nhìn thấy điểm khác biệt thứ hai đằng sau vô lăng, đó chính là màn hình hiển thị. Đấy ạ. Màn hình đã được thay bằng màn hình điện tử 8 inch hiển thị đa thông tin luôn. Đó, nhìn rất trẻ trung này, hiện đại này. Còn về tổng thể xung quanh xe thì vẫn thế, ghế vẫn là ghế da hai tông màu đen xanh, trông rất sang trọng. Hàng ghế thứ hai và thứ ba vẫn giữ nguyên thiết kế, không có gì thay đổi. Thông số về động cơ cũng như là hộp số của xe thì vẫn giữ nguyên như thế, nhưng mà xe lại được trang bị thêm cái công nghệ AIC, đó chính là Active Yaw Control, có nghĩa là cái công nghệ hỗ trợ vào cua. Khi mà xe vào cua thì với cái công nghệ đấy sẽ hỗ trợ phanh vào từng bánh của phía trước xe, sẽ giúp cho xe ôm cua được sâu hơn, và đặc biệt khi mà xe đi trên đường trơn trượt sẽ bám đường tốt hơn. Đó là những cái thông tin chi tiết với sự thay đổi của nội thất, ngoại thất của chiếc xe Xpander Cross 2023 so với chiếc xe Xpander Cross 2022. Cái chiếc xe này thì có mặt tại đại lý chính thức từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 và có giá bán cụ thể là 698 triệu. Cùng với đó là gói khuyến mại lên đến 35 triệu khi mua xe, bao gồm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, 1 camera toàn cảnh 360 độ và 1 camera hành trình. Ngoài ra với khách hàng vay trả góp sẽ được vay với gói lãi suất ưu đãi là 9,9% một năm, cố định trong một năm đầu tiên. Khi mua xe trong tháng 3, các bạn còn có cơ hội nhận được gói quà tặng Fuku Bukuro với giá trị lên đến 20 triệu. Mọi thông tin chi tiết về xe thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình hoặc nhắn tin trực tiếp vào Zalo, mình sẽ hỗ trợ cụ thể. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.